Xin kính chào quý vị và anh chị em. Ở trong Tin Mừng Matthew, Đức Giêsu bắt đầu việc giảng dạy với việc tuyên bố các mối phúc. Khi ấy, thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người lên tiếng dạy họ rằng: "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng, hớn hở." Kính thưa anh chị em, về phương diện cấu trúc, mỗi mối phúc được trình bày gồm 3 phần. Mở đầu là một lời tuyên phúc, phúc thay, phúc cho người, vân vân. Rồi phần thứ hai là phần trình bày về đặc điểm của người được tuyên phúc. Đó là người nghèo khổ, đó là người hiền lành, đó là người sầu khổ, đó là những người tinh sạch trong lòng, vân vân và vân vân. Và kết thúc các mối phúc là lời tuyên bố về ân huệ viên mãn đã hoặc sẽ được Thiên Chúa ban cho người đó. Được Thiên Chúa ủi an, được Thiên Chúa cho thỏa lòng, được nhìn thấy Thiên Chúa, vân vân. Chúng ta chỉ có thể hiểu đúng các mối phúc nếu chúng ta xuất phát từ phần cuối cùng của mỗi mối phúc, tức là phần do ngay cả vai trò cú pháp của nó làm nền tảng cho tất cả những gì được nói ở phần thứ nhất và phần thứ hai. Ở phần cuối cùng của các mối phúc, được Thiên Chúa ủi an, được Thiên Chúa cho thỏa lòng, được nhìn thấy Thiên Chúa, vân vân và vân vân. Phần cuối cùng này hướng cái nhìn của chúng ta về sự viên mãn của những hành động cứu độ mà chính Thiên Chúa sẽ thực hiện. Hướng cái nhìn của chúng ta về tương lai và sự hoàn thành mà bản thân con người chúng ta tự mình sẽ không thể mơ tưởng và không dám chờ đợi. Trong ba cái phần của cấu trúc của mỗi mối phúc đó, cái phần quan trọng nhất chính là cái phần thứ ba. Liên quan đến tình cảnh thì chúng ta thấy ở trong các mối phúc, phần thứ nhất, phần tuyên phúc sẽ nhấn mạnh đến tình trạng hoàn toàn phúc lạc của người được tuyên phúc, phúc thay, phúc thay, phúc thay. Còn phần thứ hai thì nói về những tình cảnh hoặc những cách hành xử của người đó, như là nghèo khổ, như là hiền lành, như là đói khát sự công chính, vân vân. Và phần thứ ba mô tả những cái trạng huống khác nhau mà hành động của Thiên Chúa sẽ đưa người đó đến, và được Thiên Chúa ủi an, được Thiên Chúa cho thỏa lòng, được nhìn thấy Thiên Chúa, vân vân và vân vân. Như vậy tức là ở trong ba phần của mỗi mối phúc, ta thấy ba tình cảnh khác nhau được mô tả. Liên quan đến yếu tố thời gian thì có thể ghi nhận rằng ở trong hai phần đầu của mỗi mối phúc á, chúng ta không thấy có yếu tố thời gian đặc biệt nào được đề cập. Nói cách khác á, lời tuyên bố phúc thay đã có giá trị cho hiện tại, và những cách hành xử khó nghèo, hiền lành, khao khát sự công chính, vân vân là những cách hành xử thuộc về thời hiện tại. Tác giả Tin Mừng hay chính Chúa Giêsu khi công bố các mối phúc này ở hai phần đầu của mỗi mối phúc đó không nói gì về yếu tố thời gian. Còn phần thứ ba thì rõ ràng nói về thời tương lai, tức là không chỉ quy chiếu về thời hiện tại mà còn quy chiếu về thời tương lai cánh chung. Ở đó người ta được Thiên Chúa ủi an, ở đó người ta được Thiên Chúa cho thỏa lòng, được ở đó người ta được nhìn thấy Thiên Chúa. Như vậy là xét về phương diện thời gian thì ba phần trong cấu trúc của mỗi mối phúc đều khác nhau. Xét về phương diện mối liên hệ logic giữa các phần trong mỗi lời tuyên phúc thì chúng ta có thể nói thế này. Phần thứ nhất nói về kết quả, nói về niềm hạnh phúc.
Phần thứ hai nói về điều kiện để đạt được kết quả đó. Điều kiện là khó nghèo, là hiền lành, là khao khát sự công chính, là tinh sạch trong lòng, vân vân. Và phần thứ ba của mỗi mối phúc nói về nguyên nhân của niềm hạnh phúc đích thực. Nguyên nhân của niềm hạnh phúc đích thực không ở thuộc về chúng ta, mà là do Thiên Chúa. Thiên Chúa sẽ an ủi, Thiên Chúa sẽ cho thỏa lòng, Thiên Chúa sẽ cho được làm con của người, vân vân và vân vân. Như vậy, nguyên nhân của niềm hạnh phúc hoàn hảo và viên mãn không phải là những thái độ hay những tình cảnh hay những hành cách hành xử của con người được nói ở phần thứ hai của mỗi mối phúc. Nguyên nhân của niềm hạnh phúc hoàn hảo và viên mãn là tương lai được thực hiện do hành động cánh chung của Thiên Chúa, được nói ở phần thứ ba của mỗi mối phúc. Hạnh phúc đích thực, hạnh phúc viên mãn được công bố trong các mối phúc này là hạnh phúc đặt nền trên hành động cánh chung của chính Thiên Chúa. Tuy nhiên, chỉ những ai thực hiện nơi chính cuộc đời của mình những điều kiện được nói ở phần thứ hai của mỗi lời tuyên phúc thì người đó mới có thể được hưởng những thành quả tuyệt vời của hành động cánh chung đó của Thiên Chúa, và người đó mới đạt được điều mà phần thứ nhất của các mối phúc nói, người đó đạt được hạnh phúc. Cái phần thứ ba của mỗi mối phúc đều được bắt đầu bằng một cái chữ mà chúng ta dịch là bởi vì, ở trong bản Hy Lạp là hoti. Hoti là cái hạn từ được dùng để trình bày nguyên nhân. Là cách khác, phần thứ ba bắt đầu bằng chữ hoti, chữ bởi vì, là phần trình bày nguyên nhân của phần thứ nhất, phúc thay. Chúng ta được công bố là có phúc bởi vì Thiên Chúa an ủi chúng ta, bởi vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta, bởi vì Thiên Chúa cho chúng ta được no thỏa, cho chúng ta được làm con của người. Cho nên phần thứ ba có vai trò chỉ ra nguyên do của niềm hạnh phúc được công bố ở phần thứ nhất, như chúng ta vừa nói trên kia. Tuy nhiên, xem ra phần thứ ba này cũng có liên hệ về mặt chức năng với phần thứ hai của các mối phúc nữa, bởi vì chữ hoti, chữ bởi vì, quy chiếu về cả hai phần đi trước. Chúng ta được gọi là có phúc bởi vì Thiên Chúa an ủi chúng ta. Như thế, chính những hành động của Thiên Chúa được nói đến trong phần thứ ba của mỗi mối phúc đã tạo nên một tin vui đích thật, một lời công bố về niềm hoan lạc khôn tả. Hôm nay, kính thưa anh chị em, lắng nghe Chúa Giêsu qua miệng Hội Thánh công bố các mối phúc thật, chúng ta được mời gọi ý thức rằng nền tảng của đời sống và của niềm hạnh phúc vô biên thật sự của chúng ta phải là chính Thiên Chúa và hành động của Thiên Chúa. Cái cách cấu trúc gồm 3 phần của các mối phúc: phúc thay, người nghèo khó, vì nước trời là của họ. Cái cấu trúc gồm 3 phần đó và vai trò đặc biệt của phần thứ 3 của mỗi mối phúc nhắc cho chúng ta lời mời gọi đó. Tất cả niềm hạnh phúc của chúng ta tùy thuộc ở nơi Thiên Chúa. Xin gặp lại quý vị và các bạn ở trong video kế tiếp. Trong đó, chúng ta sẽ suy niệm về những hành động của Thiên Chúa được nói ở trong các mối phúc thật, và cụ thể hơn, được nói ở trong phần thứ 3 của các mối phúc thật. Xin kính chào quý vị và anh chị em.